Xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh. Chào mừng mọi người đến với kênh Thanh Luxury của mình. Mọi người hãy nhấn đăng ký bên dưới cũng như là tích vào một chuông bên phải để nhận thông báo mỗi khi Thanh Luxury tổ chức những cái event tặng Nokia 8008 cho anh em cùng chơi. Và những chia sẻ của Thanh Luxury về dòng Nokia 8008 đẳng cấp này, anh em nhấn ủng hộ để Thanh Luxury có động lực đem về những cái máy hiếm hơn, đẹp hơn, độc hơn cho tất cả anh em cùng xem nha. Để chúc mừng đội tuyển Việt Nam hôm qua chiến thắng đội tuyển Yemen với tỷ số 2-0 thì Thanh Luxury sẽ bán em này với giá cực tốt cho anh em để ăn mừng cùng đội tuyển Việt Nam. Thì đây là em Nokia Road Gold 24K Air Plus, rất là đẹp, còn như mới luôn. Tình trạng của em nó là màn hình dây nguồn men là nguyên zin hết, kính phím phím trên phím dưới, kính dưới cũng là zin luôn. Bề mặt máy được mạ 24K, rất là bóng loáng, rất là đẹp. Giá em này bình thường thì Thanh Luxury bán với giá là 13.800.000. Hàng rất là hot nha mọi người. Cái màu Road Gold 24K này thì đang hot cho thị trường hiện nay. Hôm nay thì mình sẽ bán với giá ăn mừng, vừa bán vừa tặng anh em, chỉ một cây duy nhất thôi, 11.800.000, cho anh em có cơ hội sở hữu một cái máy quá tuyệt vời, quá rẻ luôn. Thật sự không bao giờ mà Thanh Luxury sẽ bán cây máy với giá như vậy, bởi vì bán thế này là lỗ luôn rồi. Nhưng mà chỉ một cây duy nhất thôi để ăn mừng cũng như là chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam ăn được 2-0 trước đội tuyển Yemen. Cơ hội của đội tuyển Việt Nam vào vòng trong cũng rất là lớn, mình phải chờ tối nay, trận tối nay như thế nào. Sẽ quay chi tiết cái máy một lần nữa cho mọi người xem nha. Rồi, nếu anh em nào mà thích cái máy này thì nhanh tay nha, chỉ có một cây duy nhất, mình không bao giờ bán cây thứ hai. Anh em nào thích thì cứ điện thoại cho mình hoặc là để lại số điện thoại bên dưới. Hoặc nữa là qua trực tiếp shop mình là 182 Hàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Số điện thoại và Zalo Facebook mình xài là 0981717171. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem cái video của mình nha.